Bích Phượng xin kính chào quý vị hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020. Đến với VTV sáng nay là chương trình Chào Washington, nội dung phỏng vấn tìm hiểu về trại lên đường 2020. Chương trình do Thanh Trúc thực hiện. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 1 chúc và chương trình chào Washington DC xin kính chào tái ngộ quý vị. Kính thưa quý vị, hàng năm cứ vào độ hè đó, tức là vào khoảng tháng 5, mỗi năm thì thường là thanh trúc mời quý vị đến với một câu chuyện về một cái trại rất là đặc biệt gọi là trại lên đường mà cái trại này đó nó quy tụ rất là nhiều người trẻ ở Hoa Kỳ này, người trẻ gốc Việt và thưa quý vị, năm nay thì trại lên đường cũng sẽ được tổ chức vào tháng 5 ở tại Pennsylvania và ở ngay tại cái uh, uh, gọi là Camp Elder ở Fairfield ở Pennsylvania uh, hôm nay thanh trúc rất được hân hạnh để mà giới thiệu đến quý vị uh, tiến sĩ Vũ Kim Yến tức là uh, cựu chủ tịch của uh, hội uh, văn hóa khoa học ở tại Houston Texas cũng là cái tổ chức mà uh, đã sáng lập ra cái chạy lên đường uh, đã 21 năm nay thì dĩ nhiên năm nay chạy lên đường đó là lần thứ 21, Thanh Trúc xin uh, lần thứ 23 nha. Dạ em. vâng 23. Vâng, Thanh Trúc xin kính chào chị Vũ Kim Yến. Dạ vâng, xin chào chị Thanh Trúc, xin chào quý vị. À vâng, thưa chị uh, Vũ Kim Yến, Thanh Trúc được biết là uh, với tư cách là một người ở trong cái uh, hội văn hóa khoa học đó rồi lại là uh, có nhiều sinh hoạt mà trong ngành giáo dục mà đặc biệt là về giới trẻ nữa thì chắc là chị uh, sẽ uh, năm nay đó chị cũng là khá là bận rộn cho cái chạy à, lên đường lần thứ 23 ở tại Pennsylvania. Dạ yeah, đúng vậy. À, chúng tôi rất là hân hạnh à, có cơ hội để giới thiệu với à, quý vị đồng hương ở vùng Washington DC và Maryland, Virginia về trại hè lên đường năm nay được tổ chức ngay trong uh, cái khu vực của chúng ta, Camp Elder ở Pennsylvania, Fairfield Pennsylvania chỉ cách đây có một tiếng rưỡi đồng hồ lái xe thôi chị và đây là một cái cơ hội rất là tốt cho các em trẻ uh, trong vùng mình có thể tham gia trong cái trại hè lên đường và học hỏi rất là nhiều kỹ năng lãnh đạo trong 3 uh, ngày trẻ ba ngày trại vào dịp uh, Memorial Day Weekend. À, kính thưa quý vị uh, kem lên đường hay là chạy lên đường nó như là một cái uh, lời uh, ước hẹn cứ mỗi năm lại trở về gặp nhau một lần thì thưa chị Vũ Kim Yến năm nay đó uh, cái chủ đề của chạy uh, lên đường là cái gì ạ? Dạ yeah, uh, chủ đề của chạy hè lên đường năm nay là live your legacy, honoring your roots, shaping your future uh, tự đề rất là hay uh, để cho các em có cơ hội để uh, gọi là uh, về nguồn và học hỏi về văn hóa về cội nguồn của mình dạ vâng kính thưa quý vị như thanh trúc giới thiệu với quý vị đây chúng ta sẽ thấy rằng là đây là cái hình ảnh hay là cái tin tức về trại lên đường năm nay đó thì là như chị vũ Kim miếng nói đó là live your legacy hãy sống với cái huyền thoại của mình tức là huyền thoại của người việt nam mình và honoring our roots, hãy vinh danh cái nguồn gốc của chúng ta dan và phải shaping our future hình thành cái tương lai của chúng ta đương nhiên là ở đây rồi à, thưa chị như vậy cái cái chủ đề rất là hay vậy thì năm nay nó còn có cái gì khác hơn là những năm trước nữa à, cái tổ chức thì vẫn tương tự những như những năm trước à, các em sẽ có cơ hội tham gia vào những cái workshop À, và được nghe những người diễn giả viên rất là nổi tiếng hoặc là thành công hoặc là họ uh, có những cái chia sẻ đặc biệt của đời sống của họ. Uh, đặc biệt năm nay chúng tôi có uh, người diễn giả viên là cô Susan Nguyễn. Cô Susan Nguyễn đã có một uh, câu chuyện rất là hay về cuộc sống của cô ta và cô ta sẽ có mặt ở trại hè để chia sẻ với các em về kinh, uh, kinh nghiệm sống của cô. Uh, uh, và thêm nữa là chúng tôi được biết, mới được biết là ờ um, uh, hình như Rear admiral, dạ, rear dạ, admiral uh, uh, phó đề đốc dạ vâng phó đề đốc của uh, Nguyễn Từ Hùng. Từ Huấn à. sẽ có mặt là guest của trại năm nay cho nên chúng tôi rất là hãn diện nếu mà um, ông Huấn có thể tham gia và ông đã cho chúng tôi biết là um, ông nhận lời dạ ông đã nhận lời tham gia trong cái trong cái buổi trại trại hè năm nay ở Pennsylvania dạ như vậy là cái vị diễn giả khách mời đó sẽ là phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn dạ. mà quý vị đã từng nghe tên và đây có nhiều người nói rằng là đây là một cái hãnh diện cho người Việt Nam mình có một phó đề đốc người Mỹ gốc Việt và trong khi đó đó thì cô Susan Nguyễn này đó thưa quý vị như quý vị thấy trong hình đây thì chúng tôi muốn nói rằng là cô Susan Nguyễn không may đã gặp một cái tai nạn vì thế cho nên cái tay của cô đó nó bị cụt từ cái khuỷu tay trở xuống nhưng mà đây là một cái tấm gương mà vươn lên phấn đấu và vượt qua mọi trở ngại khó khăn để trở thành và dạ, một cái người mà có thể nói là được mọi người lúc ấp trông lên và rất là Người thành công, mộ. dạ vâng, và cô rất rất thành công và à, à, dù rằng đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cái à, cuộc sống của cô ta nhưng mà cho nên cô ta sẽ có một cái à, câu chuyện rất là à, hấp dẫn để chia sẻ với các em à, trong ba ngày trại. Dạ thưa tiến sĩ Vũ Kim Yến, thanh trúc cũng cũng còn được nghe giống như mọi năm mà thanh trúc được nghe chị Anh Lang trình bày đó là luôn luôn à, trước mỗi kỳ trại thì đều có một cái à, học bổng. À, gọi là trại bổng gì đó thì xin chị trình bày ạ. Dạ năm nay chúng tôi có uh, 9 trại bổng tất cả, mỗi trại bổng là trị giá 500 đô la mà tiền ghi danh để uh, cái phí lệ phí ghi danh cho các em chỉ có khoảng 160 đô la thôi. Nên nếu các em được cái trại bổng này thì các em sẽ trang trải không những cái chi phí để ghi danh uh, tham dự trại. À, mà còn có thể trang trải những cái chi phí giống như là nếu các em từ tiểu bang khác bay về à, tiền vé máy bay vân vân đại khái là như vậy và chúng tôi có chín học bổng tất cả và thêm nữa là chúng tôi có một cái chương trình rất là đặc biệt tôi muốn chia sẻ đó là một cái legacy reward năm nay chúng tôi đặc biệt những ai ghi danh sớm các em nào ghi danh sớm và à, à, viết vào trong cái, cái 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 registration cái cái chữ legacy reward thì sẽ được giảm bớt 100 đô la và chỉ có 10 uh, cái cái legacy reward đó thôi. Yeah. Thì nếu các em ghi danh sớm thì sẽ được cái cái reward đó là được bớt 100 đô la đó chị. Dạ yeah. Trúc cũng muốn ghi danh để được cái legacy. <laughs> dạ bớt dạ. thưa chị. À, và kính thưa quý vị, đây cũng là một điều rất là vui khi mà Thánh Trúc được chị uh, Tiến sĩ Vũ Kim Yến chia sẻ là như thế này. À, đây là cái cái kê gọi là để mà gây quỹ cho cái chạy uh, lên đường lần thứ 23 ở Pennsylvania quý vị. Thì quý vị thấy uh, thưa chị Kim Yến cái này yeah. là cái gì đấy? Dạ, dạ. À, thưa, một người đầu bếp, một người đầu bếp vũ kim yến dù không không nấu giỏi lắm nhưng mà cũng cố uh, hy sinh và cũng như là lấy cái công của mình và lấy cái um, uh, cái tình 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 thương của mình để cố gắng nấu những cái tô bún riêu để mời quý vị đến thưởng thức và um, giúp gây quỹ cho những cái học bổng mà kim yến vừa nhắc đến uh, mục đích cái miếng làm việc này là cũng vì gây quỹ cũng vì các em và cũng vì uh, uh, chạy hè lên đường dạ yeah. yeah, vâng sau cùng thì thưa tiến sĩ Vũ cái miếng xin nhắc lại về cái ngày uh, của uh, camp lên đường lần thứ 23 Dạ, yeah, uh, camp lên đường sẽ được tổ chức vào ngày 22 tới 25 tức là Memorial Day weekend vào tháng 5 uh, uh, tới đây và các em nào 18 tuổi trở lên muốn ghi danh tham dự thì uh, có thể vào mạng là lên đường. org uh, một lần nữa lên đường org để ghi danh càng sớm càng tốt và để uh, được cái Legacy award discount cũng như là các em còn vẫn còn thì giờ để um, um, apply cho cái học bổng Dạ, các em chỉ vâng. cần giản dị viết một cái dạ. essay và sẽ được cái có thể sẽ được cái học bổng 500 uh, trại bổng 500 đô la đó và, dạ. và nếu như mà uh, mọi người mà muốn uh, ủng hộ uh, để mà gây quỹ cho Cam lên đường thì chắc có lẽ cũng sẽ vào được cái uh, gọi là cái 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 cái, 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 mạng, cái trang mạng dạ, vâng dạ. trang mạng để có thể uh, mua một tô bún riêu nếu không đến ăn được ở nhà hàng uh, trên đường hummer road thì uh, có thể là mua virtual bowl nghĩa là bún riêu ảo tức là mình đóng 25 đồng và mình sẽ mua được một tô bún riêu ảo là bún riêu không ăn nhưng mà vẫn được thưởng thức. Dạ, yeah, vẫn <laughs> đó là hình một hình thức để ủng hộ. Yeah. À, kính thưa quý vị, à, quý vị vừa nghe à, câu chuyện về chạy à, lên đường lần thứ 23 ba ở tại Pennsylvania nha, sắp tới mà người trình bày hôm nay là tiến sĩ Vũ Kim Miến thay chúc xin cảm ơn thời giờ của à, tiến sĩ Vũ Kim Miến đã đến đây và quý vị nhớ nhé, tháng 5 chạy lên đường ở tại Uh, Fairview, uh, Camp Elder Fairview Pennsylvania uh, Thanh Trúc xin uh, tạm ngưng chương trình ở đây Và sẽ uh, gặp lại quý vị Trong chương trình tới Xin cảm ơn